Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu mọi người về cái cây trầm tím Đài Loan. Cây này thì có tên gọi khá là chính xác và là khá là phổ thông, chứ nó không ảnh hưởng như là một số những cái cây trầm khác, một số cây trầm không tên. Cây này nó, người ta gọi tên là cây Nettle. Cây này là cây trầm tím Đài Loan và người ta gọi là Dendrobium Nettle. Thì là cái cây giữa lai giữa cây phi điệp và cái cây đen Parisi, cây trầm rừng mình ạ. Cây trầm rừng mà mình hay nhập có nghĩa là trầm Lào ấy, cái trầm Điện Biên ấy, đấy đấy, cái cây trầm rừng nhỏ á. Thì lai đấy là hai cái gen chính, lai là cái cây này. Cái cây này Đài Loan nhân giống về Việt Nam rất là nhiều. Và ở trong miền Nam, Lâm Đồng cũng nuôi rất là nhiều. Nhưng mà trong cái nuôi rất là tốt hơn là ngoài miền Bắc rất nhiều. Chủ yếu tất cả những cái hàng mà ngoài miền Bắc hoặc là miền Trung nhập và bán này chủ yếu là nhập trong Lâm Đồng ra là chủ yếu, bởi trong Lâm Đồng nó người ta nuôi trồng rất là tốt, khí hậu nó hợp. Cái này là tốt, phát triển rất là to, chứ nó không như ngoài Bắc. Đấy. Nhưng mà khi những cái cây này nó quá thường ở trong miền Nam hoặc Lâm Đồng người ta trồng ấy, thì khi mà người ta phát triển khoảng ổn định chậu khoảng 1-2 năm ấy, thì người ta bắt đầu xuất ra miền Bắc, có nghĩa là đến thời kỳ mà sau chúng ta chơi 1-2 năm, các anh chị nhớ lưu ý là phải thay chậu, thay lá thể để cho cái cây đấy nó được phát triển tốt và cho nó thuần lại ở khí hậu của mình. Còn nếu không thì nó sẽ mất 1-2 năm, nó sẽ không được tốt. Và có thể là nó sẽ bị hỏng rễ và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây rất là nhiều. Thì em giới thiệu đến cái cây này một chút về thân lá hoa cũng như cách trồng chăm và giá thể. Đây là cái cây trầm tím Đài Loan. Cây này thì có thân lá rất là xanh, nhưng mà cổ lá của nó vẫn có hơi khắc, mình hay gọi là nhẫn ấy. Nhẫn, nó có nhẫn tím. Và cái trên cái thân già nó rất là tím. Đấy, anh chị nhìn cũng có thể là thấy rồi đúng không ạ? Lá của nó thì cũng cứ nó cũng ra đốt như là hoàng thảo, nó như phi điệp thôi. Đấy, lá của nó to khoảng 2-3 cm và có thể là to hơn. Lá nhọn, lá cong. Đấy, lá nó thường lá rất là bóng và nhìn nó rất là bóng và sáng. Nhìn nó nhỏ nhỏ. Thân của nó thì rất là to, thân của nó thì dài khoảng từ 80-1 m. Thân ngoài miền Bắc thì chỉ nuôi tầm 60-80 thôi. Có thể là 1 m đấy, phụ thuộc tùy người trồng. Còn trong miền Nam như Lâm Đồng trồng rất là tốt thì có thể là từ 1-1.2 m to hơn. Đấy. Còn những cái bé thì đương nhiên là những cái cây còi nó sẽ nhỏ. Thì còn thì cái việc mà trồng và chăm sóc ấy, thì trồng cái cây trầm tím này cũng rất là đơn giản thôi. Cái này thì trồng một chậu hay là trồng một gỗ đều ok, nó đều phát triển tốt. Nhưng mà anh chị lưu ý là khoảng 2-3 năm. Tùy vào người trồng ấy, 2-3 năm thì chúng ta nên thay lá thể đi. Ví dụ như cái chậu này năm nay bước sang năm thứ 3 thì là chúng ta cũng phải thay giá thể nó rồi. Nhưng mà em sẽ để nốt cái mùa năm nay xong là thay. Bởi như năm nay đây anh chị thấy là cái năm vừa rồi thì thân nó cũng không còn to nữa. Đấy, hết hoa này là bọn em sẽ thay. Vì nó ra rễ. Em sẽ cắt hết những cái rễ hỏng đi và sẽ cho giữ lại những cái rễ mới để thay vào mũi chậu mới để cho giá thể thông thoáng. Giá thể cũ của nó rất là thông thoáng. Trong miền Nam người ta trồng đa phần là trồng bằng dớn cọng. Lâm Đồng người ta trồng dớn cọng. Đây là cho cái phần chùn quế rất là tốt, đúng không ạ? Và gần như là nếu như mà phi điệp đột biến thì mọi người hay lo nghĩ đến cái việc đó chứ là sên ăn mắt gốc. Nhưng thực ra là cái này thì không hề có sên nào ăn mắt gốc cả. Đấy. Nó vẫn đẻ mầm, vẫn phát triển rất là tốt. Thì cái cây này cho trầm tím Đài Loan này thì nó nở hoa vào dịp tháng 3, tháng 4, có thể là tháng 5, tháng sau. Tháng sau cũng có. Nhưng mà tháng này thì là chủ yếu. Tháng này đang là dịp tháng 4 mà. Tháng 4 là chủ yếu. Tháng 3 nó cũng có nở, tháng 4 là chủ yếu, tháng 5 nó cũng có những cây nở muộn. Chứ không phải là cứ cây công nghiệp hay là gì là nó sẽ nở đồng loạt đâu. Bởi vì nhiều khi là môi trường tùy từng nhà, tùy từng điều kiện vườn nuôi trồng ấy. Đấy, có người thì người ta nuôi nở rất là sớm, có người nuôi nở muộn hơn. À, phụ thuộc vào cái việc mà người ta cho ánh sáng, ăn ánh sáng của cái cây đó. Thì em cũng nói một chút về cái việc cái thân lá cái này nó khá là giống cây phi điệp, thế nên là mọi người để khi mà mua cây nên chú ý rằng là cái cây trầm tím này nó là một cái cây công nghiệp, và nó là một cây rất đại trà, cái Nettle nó là cây đại trà và nó là một cây khá là dễ nhận dạng khi mà anh chị có thể nhìn thân lá nó không khó, nhưng mà như cái cây này thì nó còn quá bé thì chúng ta có thể nhận diện được. Nhưng cây này nuôi tốt thì nó cũng có thể những cái thân phình to như ngón tay cái ấy. Đấy là mình nôm na nó tầm ngón tay cái. Thực ra thì cũng nếu mà mình đo như ở phi điệp thì nó phải tầm F mấy 20, F 16, 18, 20 gì đấy, hoặc là to hơn.
Bởi vì ở trong Lâm Đồng hay trong miền Nam ấy, trong miền Nam nuôi rất là nhiều và Lâm Đồng nuôi rất là tốt cái loại này. Nhưng còn như các tỉnh khác thì anh chị nên lưu ý về cái việc đó chính là khi mà mình mua của người ta về nó đang rất là tốt thì chúng ta cũng nên lưu ý cái vấn đề là xem cái thời gian nó là bao nhiêu lâu rồi để chúng ta thay giá thể cho cái cây, chứ đừng để nguyên giá thể cũ. Khi mà giá thể cũ thì anh chị trồng thì nó cũng sẽ không được tốt như người ta đâu, bởi vì giá thể thứ nhất là nó có quá nhiều rễ hỏng đè lên và chúng khi cái rễ mới ra nó sẽ ăn vào những cái giá thể đó, và những cái giá thể đó nếu như mà nhiễm khuẩn ấy thì sẽ rất khó để có thể cây phát triển tốt được. Đấy, và có khi là nó còn sinh bệnh cơ. Đấy, thế nên anh chị lưu ý khoảng 2 đến 3 năm thì mình nhớ là lôi nó ra và trồng lại để cho nó phát triển tốt, để cho nó có bộ rễ khỏe mạnh phát triển tốt, và chúng ta có thể nhân được những cái kỳ từ những cái thân già hoặc là những cái thân đã từng ra hoa này rồi. Những cái mắt nào mà nó chưa ra hoa thì các anh chị nhân kỳ là nó sẽ ra kỳ các anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.